Giới thiệu anh em, đây là lá gió nhập của hàng tiệm 634 nha. Giờ 631 đời mới, 9 kg đời mới, giờ tiệm 12 kg nghe. Lá gió nhập nhập thì anh em bóp cao su nó cứng nè nghe, hà nội bóp mềm hơn, nội nó mau hơn ngày xịn nha, xịn chất lượng cao su tốt hơn đây đó. Rồi cái này lá gió silicon nha, silicon thì chất liệu nó bằng silicon đó. Silicon thì độ bền nó ngon hơn cái thằng cao su này. Cao su thời gian để nó một tự nó mục, còn silicon này nó bền hơn, nó không có tự mục nha, tuổi thọ lâu hơn đó, cũng giống như thằng cao su đây, cái thứ giống cao su thôi đó, là bằng silicon nha, silicon trắng đó. Thằng này xài nó bền hơn nha, bền hơn cao su. Rồi silicon nha, rồi cái này bằng cao su. Rồi anh em cần alo số điện thoại này nha, tiệp 9 kg đời mới và tiệp 12 kg. Rồi anh em cần alo số điện thoại này.